Thưa quý vị, xác định rõ an sinh xã hội là nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình chăm lo và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đặc biệt là đối với các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 25 năm kể từ khi Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, bức tranh an sinh xã hội của thành phố cũng đã có nhiều điểm sáng, khẳng định sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Đề cập công tác an sinh xã hội của Đà Nẵng trong 25 năm qua, không thể không nhắc đến các chương trình 50, bà có và 4 ngàn. Vào năm 2000, thành phố ban hành chương trình 50 với các mục tiêu không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xi nhan, không có người nghiện ma túy, không được kiểm soát trong cộng đồng và không có giết người cướp của. Tiếp bước trên nền tảng đó, năm 2005, chương trình Ba có ra đời với các mục tiêu có nhà ở, có việc làm và có nếp sống văn minh đô thị. Tổng hợp và bổ sung một số nội dung mới từ hai chương trình 50 và Ba có, đến năm 2016, chương trình Thành phố bốn an được ban hành với bốn trụ cột: an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội. Từ những giải pháp mâm tính đồng bộ, đề án giảm nghèo của thành phố qua các giai đoạn đã đạt kết quả tích cực. Đặc biệt trong giai đoạn 2016-2020, thành phố đưa ra mục tiêu phấn đấu mỗi năm giảm 500 đến 600 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt và giảm 20% trở lên hộ nghèo còn sức lao động. Từ điểm bắt đầu thực hiện đề án, thành phố có 23.276 hộ nghèo, chiếm 9,16% dân số. Sau 3 năm, số hộ nghèo giảm còn hơn 2.300 hộ, chiếm 0,91%, về đích trước thời hạn 2 năm. Vừa qua thì chúng tôi điều tra thì được là tổng số là 15.988 hộ nghèo theo chuẩn của thành phố chiếm 5,3% dân số. Hàng năm thì sẽ cố gắng mà làm sao mà xóa được từ 1 tới 1,5% để từ năm tới 2022 tới năm 2025 sẽ hoàn thành cái việc xóa 15.988 hộ nghèo. Bên cạnh đề án giảm nghèo, các chính sách chăm lo đời sống cho người có công cách mạng cũng được thành phố chú trọng. Trong giai đoạn 2018-2020, có 223 gia đình người có công được hỗ trợ tiền sử dụng đất với tổng kinh phí 7.454 tỷ đồng. 4.117 gia đình người có công được hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà ở với tổng kinh phí 134,53 tỷ đồng vấn đề việc làm, đào tạo nghề được các đơn vị chức năng quan tâm triển khai. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 33,9% vào năm 1999 lên 62% vào năm 2021. Bảo trợ xã hội và cứu trợ xã hội cũng là một phần không thể thiếu trong lĩnh vực an sinh của thành phố. Đà Nẵng luôn nâng mức chuẩn trợ cấp cao hơn 30% so với quy định của Trung ương. Với các chính sách cụ thể, hệ thống an sinh xã hội của thành phố không ngừng mở rộng độ bao phủ, trở thành điểm tựa của các đối tượng yếu thế. Tại hội nghị đánh giá thực hiện chương trình thành phố 50 bà có và bốn an gắn với thực hiện chỉ thị số 43 về văn hóa văn minh đô thị, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã nhấn mạnh đến vai trò của công tác an sinh xã hội, lấy người dân là trung tâm trong quá trình xây dựng và phát triển. Cái mục tiêu tổng quát của thành phố chúng ta từ nay đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó xác định xây dựng đà nẵng là trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền trung tây nguyên người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt thân thiện hạnh phúc và sáng tạo phấn đấu xây dựng thành phố đà nẵng giàu đẹp an bình văn minh hiện đại hướng đến đô thị sinh thái thông minh và đáng sống đây là những mục tiêu rất lớn mang tính xuyên suốt, nhất quán trong quá trình phát triển, luôn hướng đến người dân và lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển. Khi dịch COVID-19 bùng phát, vấn đề bảo đảm an sinh xã hội trong mùa dịch càng được thành phố chú trọng. Cùng với các chính sách hỗ trợ của Trung ương, Đà Nẵng đã triển khai bảy chính sách an sinh xã hội cùng các giải pháp khác để chăm lo đời sống cho người dân, đặc biệt là các đối tượng chịu tác động nặng nề của COVID-19. Đặc biệt là cái đợt dịch theo quyết định 2788, mà ai ở đâu ở đó thì đối với sở cũng đã tham mưu cho thành phố là để tổ chức à, hai đợt khói hỗ trợ gồm có năm gói hỗ trợ cho các đối tượng với tổng số là trong cái đợt này là 1.161 tỷ đồng. 25 năm kể từ ngày Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, thành phố đã từng bước phát triển mạnh mẽ, chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao giai đoạn tiếp theo công tác an sinh xã hội tiếp tục là tiền đề cơ bản trong sự phát triển của thành phố khẳng định thương hiệu đà nẵng là thành phố đáng sống an bình và văn minh